Tại buổi phát động ở quận Bình Thủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy đề nghị các ngành các cấp của quận tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, vận động các tổ chức, nhà tài trợ và nhân dân tích cực đóng quỹ khuyến học khuyến tài thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, tăng cường động viên khen thưởng các thầy cô, học sinh sinh viên có thành tích xuất sắc, trợ cấp kịp thời cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vừa khó học tốt, góp phần phát triển phong trào khuyến học khuyến tài ở địa phương. Dịp này có 135 suất học bổng phần thưởng được trao cho giáo viên và các em học sinh đã có thành tích tiêu biểu trong các kỳ thi quốc tế quốc gia, các kỳ thi cấp thành phố và thủ khoa đầu vào lớp 10.